hát bài hát ngày xưa. Quý vị và các bạn hãy cùng đeo tai nghe để chúng ta cảm nhận về chất âm của trong loạt đánh số bát ba mươi. Lời hát với tất cả tình yêu anh gửi trao. Mai đây em ra đi mãi mãi. Em sẽ chẳng đi đâu. Cho mình yêu mãi thôi, đành hẹn lại người ơi duyên ta kiếp nào. Em đừng đi, em phải đi, anh chờ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vision Audio. Lời đầu tiên cho Vision Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên toàn quốc. Và quý vị và các bạn vừa nghe một đoạn tiết của dòng loa Nexo, dòng loa Bass 30 từ 190 côn 76. Loa chép từ 120 côn 44. Đây là dòng loa Nexo còn full thùng xốp. Quý vị và các bạn vừa nghe cái chất âm của nó, về cái tiếng bass của nó khá là uy lực khi chúng ta đeo tai nghe và cảm nhận. Còn nếu như chúng ta nghe thực tế thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái chất âm của nó chính xác hơn. Và đây là cái quy cách người ta đóng gói. Dòng loa này được sản xuất tại Trung Quốc và bao gồm một đôi loa nằm trong hai thùng có mút bên trong, và bên ngoài thì bọc một lớp giấy, và phía bên ngoài cùng là được đóng ba lét để bảo vệ loa. Cái ba lét khi vận chuyển về tới Việt Nam thì nó đã bị bung bét hết cái ba lét, cho nên khi bán cho quý vị và các bạn thì cái ba lét này bỏ ra vì đinh của nó bắn ghim rất là lằng nhằng, dễ bị xây xước khi chúng ta đụng chạm vào. Cho nên khi gửi cho quý vị và các bạn thì không còn cái ba lét này nữa, chỉ còn cái thùng cắt tông và cái mút ở bên trong. Đây, cái ba lét là tôi đã tháo ra. Nó rất nhiều, khi tháo rất nhiều đôi loa ra thì nó dư ra một cái số lượng củi rất là nhiều. Nhưng khổ là mình lại không đun bằng bếp củi mà đun bằng bếp ga, cho nên cái này đi cho hàng xóm. Đây là cái bên trong của nó, bao gồm mút chặn hai đầu và được bọc một túi ni lông. Dòng loa này được sơn rất là bóng. Đây là cái thùng bên trong của nó, có lớp mút bảo vệ hai đầu khi chúng ta vận chuyển, cho nên là nó khá là an toàn. Và khi người ta vận chuyển từ Trung Quốc về thì người ta còn bọc thêm một cái lớp gỗ như chúng ta vừa nhìn thấy, đó là cái lớp ba lét. Đây là dòng loa sân khấu sơn bóng chứ không sơn sần như các dòng loa khác. Đây ở phía trên của nó dùng là để bắt ốc treo hoặc là người ta bắt cáp khi người ta dựng thành dàn ăn dây. Và đây là phía bên dưới có lỗ cắm cọc loa. Quý vị và các bạn nhìn về cái tổng quan của nó, nó sơn bóng rất là đẹp. Dòng loa Nexo nhìn hình thức nó khá là hầm hố, và đặc biệt là cái giá tiền của nó rất là êm ái cho quý vị và các bạn. Nexo PS12, nó có hai rack music đầu vào và đầu ra để chúng ta line sang một cái loa khác. Make in Palancé. Dòng này thì từ của nó khá là lớn, từ 190 côn 76 nên công suất của nó cũng khá là cao. Công suất max của nó là 1200W. Đây là cái mặt phía trên của loa. Dòng này thì nó phun bóng, không phun sần cát. Đây là cái hình thức tổng thể của một chiếc loa. Quý vị và các bạn nhìn cái mặt ở dưới đáy và cái mặt ở bên trên. Đây là mặt trước của loa. Bát của nó thì hình bát lăng. Bát lăng tức là 8 cạnh chứ không phải là lục lăng. Lục lăng thì nó 6 cạnh, cái này là bát lăng. Dòng bát 30, gân 2 sóng, gân lụa tẩm dầu. Bát 30, dòng này là dòng chép kèn. Chép kèn của nó từ 120 côn 44. Và chiếc bát này thì từ của nó là 190. Đây là cái kẹp để khi bát đây căng vào, nó sẽ nẹp bằng một thanh sắt có bát ốc lục lăng để chúng ta nẹp bốn góc của cái ê căng vào. Về hình thức tổng quan thì nhìn khá là đẹp, khá là bắt mắt, và tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem cái nội thất phía trong của nó. Đây là hình thức bát ở bên trong. Bát này từ 190 côn của nó là côn 76. Từ 190 côn 76. Đây quý vị và các bạn nhìn, từ 190. Từ rất là hầm hố và côn khá là to. Chép của nó là từ 120 côn 44. Chép của nó thì cái vỏ bọc bên ngoài là hợp kim. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy cái đường nét người ta phay, nó lộ ra hợp kim.
Công suất max là 1200W, trở kháng 8 ohm. Vì cái dòng này từ nó khá là to, côn nó khá là lớn. Chép Nexo. Nhìn khá là hầm hố. Cái xương này của nó là xương nhôm đúc và được sơn mạ tĩnh điện. Xương nhôm đúc. Đây là cái phía trong của cái nhện loa và cái cổ côn. Được làm khá là tinh tế, nhìn khá là bắt mắt. Nhắc lại với quý vị và các bạn là từ 190 côn 76. Côn của nó tương đương với dòng côn của Bass 40. Còn các cái dòng Bass 40 thì từ của nó 190 hoặc là từ 200 côn 76. Cho nên cái công suất dòng loa này khá là lớn, tiếng bass của nó đánh ra khá là uy lực. Đây là các cái khe hở làm mát khi côn loa hoạt động. Chúng ta nhìn xuyên vào phía bên trong được. Cái giá tiền của nó rất là hợp lý để cho quý vị và các bạn chơi. Phía trong là phân tần. Phân tần thì nó có bóng chống cháy chép và tụ cản và sứ, trở sứ và các cái quân tụ để là cho chất âm của nó bằng phẳng hơn. Bên trong nó có phân tần và bông tiêu âm màu đen. Như quý vị và các bạn đang nhìn. Dòng loa Nexo. Đây là tổng thể mặt trước và tổng thể toàn diện đôi loa. Cái dòng này thì loa của nó một vế. Quý vị và các bạn nên lưu ý là loa full thì có nhiều dòng loa nó một vế. Có nghĩa là cái cạnh vát của nó về phía một bên. Không khi bán cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn bảo sao nó lại không đối xứng. Vì loa full thì người ta làm một vế là chuyện bình thường, để vì người ta bắt loa full là người ta bắt dàn sân khấu, bắt ăn ray, chứ người ta không phải bày trong gia đình để cho nó cân hai bên. Tôi sẽ lắp ghép để test cho quý vị và các bạn cảm nhận về cái chất âm của dòng loa Nexo kết hợp với dòng đẩy công suất đẩy Nex và vang GD Gutin. Quý vị và các bạn hãy đeo tai nghe để cảm nhận được cái chất âm của dòng loa Nexo giá 5.400.000 đồng, rất là đáng chơi trong tập tiền.
Vừa rồi là tôi phối ghép tiếp cho quý vị và các bạn nghe cái dòng loa Nexo kết hợp với dòng đẩy Nex và vang GD Gutin. Quý vị và các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Vitsơn Audio làm tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng, xin liên hệ trực tiếp qua số Zalo trên màn hình 0978 527 827. Cửa hàng của tôi sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Cái số Zalo của tôi nó đầy nên quý vị và các bạn cứ gõ tìm Zalo và gọi điện trực tiếp không cần phải kết bạn. Một lần nữa Vitsơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.